Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, vụ án Đường Nhuệ ăn chặn tiền hỏa táng cùng những vấn đề liên quan đến người con nuôi giang hồ Tiến Trắng đang là chủ đề được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Vừa qua, phiên tòa xét xử vụ án vợ chồng Đường Nhuệ cùng con nuôi đã diễn ra. Tuy nhiên, tại phiên tòa đã có những diễn biến khiến dư luận vô cùng bất ngờ. Xét xử Đường Nhuệ được cho là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tố tụng ở Thái Bình. Một trong những diễn biến vô cùng bất ngờ, chưa có tiền lệ trong lịch sử tố tụng ở Thái Bình. Đó là trong phiên tòa, toàn bộ luật sư bào chữa cho vợ chồng Đường Nhuệ đồng loạt bỏ về. Theo đó, các luật sư bào chữa cho vợ chồng Đường Nhuệ bao gồm 8 luật sư cho rằng có việc vi phạm tố tụng ở phiên tòa. Các luật sư đưa ra thông tin về việc không nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định mà lại qua mạng. Có việc vi phạm tố tụng trong quá trình điều tra, đề nghị hội đồng xét xử xem xét quyết định đưa vụ án ra xét xử không được gửi cho các bị hại. Đề nghị triệu tập thêm những người làm chứng, vắng mặt nhiều bị hại nên đề nghị hoãn tòa. Trước đề nghị này, hội đồng xét xử thảo luận, hội ý và đưa ra quyết định tiếp tục phiên tòa. Cụ thể, với yêu cầu triệu tập thêm những người làm chứng, hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình nhận định những người làm chứng như các luật sư đề nghị không liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Vì vậy, hội đồng xét xử không chấp nhận. Với yêu cầu hoãn phiên tòa, các bị hại chưa nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử. Hội đồng xét xử cho biết họ đã nhận được thông báo về thời gian mở phiên tòa và họ không có ý kiến gì. Việc không nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử không ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Với các luật sư cũng đồng ý nhận quyết định thông qua phương tiện thông tin điện tử. Các luật sư đã có mặt tại phiên tòa, được trình bày ý kiến, không ảnh hưởng đến việc bào chữa. Việc vắng mặt các bị hại, người làm chứng thì hầu hết họ đều có đơn xin xử vắng mặt. Từ các phân tích đó, hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên tòa vì đại diện viện kiểm sát đọc cáo trạng truy tố các bị cáo. Đến đây, các luật sư bào chữa cho vợ chồng Đường Nhuệ cho rằng có dấu hiệu vi phạm tố tụng, phiên tòa vẫn diễn ra là không đúng quy định, họ đồng loạt rời tòa. Luật sư Đinh Anh Tuấn, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Dương là vợ của Đường thì cho biết ông cảm thấy không được tôn trọng, pháp luật không được coi trọng. Khi các luật sư ra về, vị đại diện viện kiểm sát tiếp tục đọc cáo trạng. Đến chiều cùng ngày, các luật sư đã bất ngờ xuất hiện trở lại, thực hiện quyền bào chữa của mình với thân chủ. Xuyên suốt 2 ngày diễn ra phiên xét xử, vợ chồng Đường Nhuệ kêu oan, không nhận tội, cho rằng cả gia đình đang bị mang tiếng vì ăn trên xác người chết và có những yêu cầu gây sốc ngay tại tòa. Vậy lý do gì khiến Đường Nhuệ cứng miệng kêu oan đến như vậy? Nói về lý do các cơ sở dịch vụ phải nộp 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng cho mình, Đường nói họ được bảo vệ, không ai chèn ép, ngăn cản. Được đi lại đúng giờ. Đường nói các cơ sở dịch vụ tự đưa ra ý tưởng nộp 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng để duy trì Hiệp hội Tang lễ Thái Bình, nơi mà Đường tự xưng là chủ tịch. Gia đình tôi cả một đời làm được những việc mà người thường không làm được, kiếm tiền bằng mồ hôi trí óc. Thông tin nói gia đình Đường Dương cưỡng đoạt tiền của những xác chết có cay đắng không, Nguyễn Xuân Đường trình bày. Ngoài việc chối tội, Đường Nhuệ thậm chí còn ngồi bốc sạn ở cáo trạng. Bị cáo này cho rằng cáo trạng có nhiều điểm sai. Thậm chí Đường Nhuệ còn cao giọng trước tòa. Cáo trạng được ban hành bởi viện kiểm sát là những người đại diện pháp luật, am hiểu pháp luật, thế tại sao lại làm sai thế này? Tôi chỉ ra 2 cái sai, đã làm sai rồi sao còn đi kết tội người ta? Trong khi đó, bị cáo Đường Nhuệ đề nghị tất cả 25 được cho là bị hại phải có mặt. Nếu tòa triệu tập nhưng các bị hại không có mặt thì phải áp dụng biện pháp mạnh hơn. Bây giờ cơ quan điều tra viện kiểm sát truy tố bị cáo phạm tội, cưỡng đoạt nhưng bị cáo không cưỡng đoạt ai. Vậy nên tòa phải triệu tập đến đây những người được cho là bị hại, những người đấy phải có mặt để tranh luận, đối chất, nếu không bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa. Trước đó Nguyễn Xuân Đường lãnh tổng mức án là 7 năm tù về các tội cố ý gây thương tích và xâm phạm chỗ ở của công dân. Tổng cộng Đường Nhuệ phải chịu 22 năm tù. Nguyễn Thị Dương trong vụ án được xác định đồng phạm giúp sức cho chồng trong việc bảo kê hỏa táng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình truy tố bị cáo Dương tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại điểm D khoảng 2 điều 170 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan truy tố cáo buộc nữ bị cáo biết rõ công ty Đường Dương do mình làm giám đốc không kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tang lễ, không tạo ra những điều kiện vật chất, tinh thần đối với các dịch vụ tang lễ Thái Bình, không được công ty kinh doanh dịch vụ tang lễ ở Nam Định ủy quyền nhưng vẫn ký những bản hợp đồng nguyên tắc, quy chế hoạt động của Hiệp hội Tang lễ Thái Bình. Bị can này hai lần trực tiếp nhận số tiền là 107 triệu 500 nghìn đồng là tiền báo ca hỏa táng của các dịch vụ tang lễ để mang về cho chồng. Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Dương từ 6 đến 8 năm tù.
sau khi nghe viện kiểm sát luận tội, đề nghị mức án, nữ bị cáo xin tòa liên hệ với người thân để tìm phương án khắc phục, bồi thường số tiền bị xác định có trách nhiệm. Sau đó, Dương trình bày sẽ khắc phục hết toàn bộ số tiền hơn 107 triệu đồng bị viện kiểm sát quy kết có trách nhiệm. Trước diễn biến này, viện kiểm sát đề nghị lại mức án cho bị cáo này là từ 4 đến 5 năm tù. Tuy nhiên, cuối cùng, hội đồng xét xử nhận định Dương có vai trò giúp sức cho chồng trong vụ án, quyết định tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù, mức án cao nhất như viện kiểm sát đề nghị lần đầu tiên. Nguyễn Thị Dương đang chấp hành bản án 4 năm 6 tháng tù về các tội cố ý gây thương tích và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng cộng đến nay lãnh 12 năm 6 tháng tù. Bên cạnh những tình tiết liên quan đến vợ chồng Đường Nhuệ đã khiến dư luận xôn xao, thì Tiến Trắng, con nuôi của Đường Nhuệ, cũng có những chi tiết vô cùng gây chú ý. Dù từng là trợ thủ đắc lực gây ra nhiều vụ việc chấn động ở Thái Bình trong thời gian là con nuôi của Đường Nhuệ, tuy nhiên trong các phiên xét xử, Tiên Trắng lại lật mặt, liên tục tố cha mẹ nuôi bội bạc, cố tình hãm hại mình và xin nhận luôn 20 năm tù mà không cần bào chữa. Dù từng là tay chân thân tín của vợ chồng Đường Nhuệ, nhưng Tiên Trắng lại lên tiếng tố ngược bố mẹ nuôi tệ bạc và khẳng định chỉ nhận là con nuôi cho oai. Bị cáo không nợ nần bố mẹ nuôi. Từ sau ngày 20 tháng 8, tôi đã biết mình bị lừa. Chẳng qua là tôi giả vờ không biết để tương kế tự kế. Tôi chỉ được cái má con nuôi oai thôi. Tôi xin tòa xử 20 năm tù và không tranh luận gì thêm. Bị cáo Tiến liên tục nói to dù bị chủ tọa phiên tòa yêu cầu giữ bình tĩnh, nói ngắn gọn. Bị cáo Tiến cũng đồng thời từ chối luật sư bào chữa cho mình tại phiên tòa. Trước đó ngày 25 tháng 10, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án cố ý gây thương tích, bị cáo Bùi Mạnh Tiến tức Tiến Trắng cũng cho rằng ông Đường bán đứng tôi như hải bánh bán đứng năm cam để được từ tử hình xuống chung thân. Khi bị chủ tọa ngắt lời, Tiến quay lại nói với luật sư của mình, cũng là luật sư của bố nuôi Đường Nhuệ, tương kế tự kế thôi. Theo Tiến Trắng, mục đích ông Đường bán đứng mình là để được giả mãn. Trước đó, công an xác định Tiến là người đại diện công ty Đường Dương đứng ra giải quyết các mâu thuẫn liên quan dịch vụ tang lễ ở Thái Bình. Bùi Mạnh Tiến, người được coi là con nuôi của Nguyễn Xuân Đường, là tác giả của nhiều vụ việc chấn động, những vụ việc này đã không được khởi tố hoặc hoãn thi hành án. Chỉ đến khi Đường Nhuệ bị bắt, những hành vi côn đồ của Tiến Trắng mới được xử lý thích đáng. Tại phiên tòa này, Tiến không thừa nhận vai trò chủ mưu của mình trong vụ chém tài xế xe khách tổn thương 44% sức khỏe. Theo lời khai, bị cáo chỉ đi cùng với Phạm Văn Sáng, sinh năm 1991, thường trú tại xã Minh Quang, Vũ Thư, tới nhà của bị hại Trần Ngọc Hoàng, sinh năm 1983, trú tại xã Vũ Tiến, Vũ Thư, nhưng không chém ai mà chỉ đứng bên ngoài. Đáng chú ý, khi bị Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị mức án từ 12 đến 13 năm tù, con nuôi của Nguyễn Xuân Đường xin nhận án 20 năm tù. Nếu tòa không xử 20 năm tù, thì xin tòa chỉ xử 13 năm tù, 12 năm là quá nhẹ, số 12 không đẹp, Tiến cho biết. Bị cáo Bùi Mạnh Tiến, tức Tiến Trắng, 26 tuổi, con nuôi Đường Nhuệ, đang chấp hành mức án 12 năm tù trong các vụ án khác, tổng cộng đến nay lãnh án 24 năm tù. Thưa quý vị, vụ án trên được dư luận rất quan tâm do tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, cũng như đối tượng bị truy tố là vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, đối tượng giang hồ, cầm đầu nhiều băng nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Quý vị cảm thấy thế nào với mức án mà những bị can này phải nhận? Hãy để lại phía dưới phần bình luận cho chúng tôi được biết. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.